Thông tin cầu thủ Huỳnh Tấn Sinh. Huỳnh Tấn Sinh sinh vào ngày 6 tháng 4 năm 1998, là một cầu thủ bóng đá người Việt Nam, hiện đang thi đấu ở vị trí hậu vệ trung tâm tại giải bóng đá vô địch quốc gia Việt Nam của câu lạc bộ bóng đá Quảng Nam. Sinh ra trong một gia đình trí thức, toàn làm công nhân viên chức, giáo viên nên bố mẹ có ý định hướng cho Tấn Sinh theo nghề trong ngành giáo dục. Thông tin cá nhân, tên đầy đủ Huỳnh Tấn Sinh. Ngày sinh mùng 6 tháng 4 năm 1998, nơi sinh Quảng Nam, Việt Nam, chiều cao 1m84, vị trí trung vệ. Thông tin về câu lạc bộ hiện nay Quảng Nam, số áo 03, câu lạc bộ trẻ. Năm 2013 đến năm 2016 thi đấu cho câu lạc bộ Quảng Nam. Câu lạc bộ chuyên nghiệp, năm 2017 tới nay thi đấu cho câu lạc bộ Quảng Nam. Về đội tuyển quốc gia, năm 2016-2017 thi đấu cho đội tuyển U19 Việt Nam. Năm 2017 thi đấu cho đội tuyển U23 Việt Nam. Từng bị gia đình định hướng theo nghề giáo dục, song cái duyên tình cờ cùng tay thuyết phục của một người thầy đã giúp Huỳnh Tấn Sinh bén duyên với nghề nghiệp quần đùi áo số. Sinh ra trong một gia đình trí thức, toàn làm công nhân viên chức, giáo viên nên bố mẹ hướng Huỳnh Tấn Sinh theo nghề trong ngành giáo dục. Đây được xem là nghề phù hợp cho chàng trai trắng trẻo có vóc dáng thư sinh này. Bản thân của Tấn Sinh cũng ấp ủ những dự định riêng, nhưng bóng đá không phải là sự lựa chọn hàng đầu. Sinh chơi nhiều môn thể thao và môn nào cũng chơi tốt cả. Trong đó, môn chơi mà chàng trai gốc Quảng Nam cảm thấy tốt nhất là bóng chuyền. Thế nhưng, Tấn Sinh lại lựa chọn hàng đầu ở các đội bóng đá của trường. Năm lớp 8, Sinh được chọn vào đội bóng trung học cơ sở của huyện Duy Xuyên để đi đá tại tỉnh. Tại giải đấu này, Sinh lọt vào mắt xanh của các huấn luyện viên ở Quảng Nam. Hồi đó, tôi không nghĩ đi đá bóng vì không có nhiều năng khiếu, chỉ được thể hình. Về sở thích, tôi thích bóng chuyền nhiều hơn, Sinh tâm sự. Tấn Sinh không mặn mà với bóng đá và gia đình cũng không đồng ý cho anh đi theo nghiệp quần đùi áo số. Thế nhưng, nhận thấy tố chất đặc biệt ở cậu học trò có bóng giác khá đậm này, huấn luyện viên Nguyễn Văn Bé của U15 Quảng Nam nhiều lần đánh xe máy gần cả trăm cây số từ Tam Kỳ về đến Duy Xuyên Quảng Nam để thuyết phục gia đình. Trước tấm chân tình của người thầy, gia đình cũng như bản thân Sinh bị đổ gục. Nó như một cái duyên đến tình cờ mà bản thân cầu thủ này không ngờ tới được. 15 tuổi, Sinh được chọn vào đội tuyển U15 của Quảng Nam. Trong khi các bạn đồng trang lứa đã vào đây được 2 đến 3 năm, nên Sinh phải cố gắng, nỗ lực rất nhiều. Xuất phát điểm của tôi chậm hơn các bạn khác, nhưng khi vào U15 Quảng Nam, càng tập càng thấy hưng phấn. Các thầy cũng chỉ dạy tôi nhiều, để bù đắp cho xuất phát chậm thì tôi tập nhiều hơn, Sinh chia sẻ. Là cậu ấm trong gia đình, nên thời gian đầu khi vào tập luyện ở Tam Kỳ, hễ cuối tuần, gia đình cũng đánh xe cả trăm cây số vào thăm Sinh. Ngày trước, ở nhà không phải làm gì cả, người trắng trẻo, giờ đi đá bóng được một thời gian thì đen nhẻm, gia đình cũng lo, xót lắm, Tấn Sinh kể lại. Thế nhưng, càng tập, càng mê và càng có chí tiến thủ, muốn theo nghiệp đến nỗi, Sinh mạnh dạn hứa với gia đình sẽ cố gắng hết sức để trụ vững với nghiệp đã chọn. Dù khó khăn, song trong tâm thức của cầu thủ này, Sinh chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ từ bỏ. Điều kiện cơ sở vật chất ở Quảng Nam còn nhiều khó khăn, khi chỉ có một sân vận động duy nhất nên Sinh được chọn ở đường pitch. Cứ buổi chiều đi học và buổi sáng tôi lại tập bóng một mình, đá bóng vào tường. Nhiều lúc tôi tập thế, mọi người nhìn vào cười nhưng tôi không quan tâm, Sinh chia sẻ. Đối với Sinh, những lúc tập trên sân cỏ chẳng khác nào là một niềm vui vô bờ bến. Thậm chí nhiều lúc đợi đến khi các anh đội một tập xong rồi, Sinh lén lút chạy vào sân cỏ để tập luyện. Những lúc tập trên sân cỏ, không chỉ riêng mình tôi mà cả mấy bạn đều cảm thấy vui mừng lắm. Lúc đó, cả nhóm chỉ chạy một mạch ra sân, niềm vui không thể tả xiết. Do điều kiện cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn, nên một nhóm tập sân cũng chỉ tối đa là 2 lần, còn thường xuyên thì đúng 1 lần, Sinh nói. Những ngày tháng khổ luyện rồi cũng được đền đáp xứng đáng tại giải U19 quốc gia 2016. Sinh là nhân tố quan trọng giúp U19 Quảng Nam giành vé vào vòng chung kết U19 quốc gia và lọt vào mắt xanh của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn.
Kể từ đó, Tấn Sinh đã phấn đấu cùng U19 Việt Nam giành chiến tích lịch sử trên đất của Ba Hàn. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đồng hành cùng chúng tôi bằng cách bấm like, đăng ký kênh và bật chuông để nhận được những tin tức mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.